Cuộc liên hoan nước như sắp tàn, mà sao tình mình thêm chứ chan. Xiết tay nhau mến chào lần cuối, viết cho nhau những dòng lưu niệm của những ngày trong quân trường mình sống yêu thương. Qua chín tháng phong sương, Trường Võ Khoa Thủ Đức hay còn gọi là Trường Bộ Binh Thủ Đức là một trong 4 trường đào tạo sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. 3 trường kia là Trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, Trường Huấn luyện Không quân Nha Trang và Trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang. Trường Thủ Đức hoạt động từ năm 1955 đến năm 1975. Trường Thủ Đức là một trong 2 trường đào tạo sĩ quan trừ bị cho chính quyền quốc gia Việt Nam, thành lập vào tháng 10 năm 1951 để đào tạo nhân sự chỉ huy người Việt cho quân đội quốc gia Việt Nam. Trường được xây dựng trên đồi Tăng Nhân Phú, quận Thủ Đức năm 1952. Trường sắp nhập với trường sĩ quan trừ bị Nam Định được chuyển từ ngoài Bắc vào. Khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa thành hình năm 1955, thì trường có lập 5 trường chuyên môn, thiết giáp, pháo binh, công binh, truyền tin, quân cụ, thông vận binh và quân chánh. Năm 1961, khi chiến tranh Việt Nam ngày càng lan rộng, các trường chuyên môn càng phát triển và trường Thủ Đức với nhiệm vụ đào tạo chung nên trường đổi tên là Liên trường Võ Khoa Thủ Đức cho đến khi nền đệ nhất Cộng Hòa chấm dứt. Nhưng đến năm 1964 trở đi thì chính thức gọi là Trường Bộ Binh Thủ Đức. Học trình của trường kéo dài 9 tháng. Để nhập học, tuyển sinh phải đậu bằng tú tài 1. Sau khi ra trường thì mang cấp chuẩn úy. Trường Bộ Binh Thủ Đức giải thể vào năm 1975 khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Trong suốt thời gian hoạt động từ năm 1953 đến năm 1975, trường Thủ Đức đã đào tạo hơn 80.000 sĩ quan, trong đó khoảng 4.000 sĩ quan đặc biệt. Nhạc sĩ Hoài Nam, tên thật là Trần Hoài Nam, sinh năm 1942 tại Sóc Trăng. Ông là tác giả của nhiều bài nhạc vàng nổi tiếng, trong đó có ca khúc 9 tháng quân trường. Ông là một nhạc sĩ tạo được danh tiếng trong làng nhạc vàng phổ thông đại chúng trước năm 1975. Nhưng số phận hẩm hiu của Hoài Nam từ sau năm 1975 đã làm cho tên tuổi của ông không được nhiều người biết đến nữa. Nhạc sĩ Hoài Nam còn là người phụ trách chương trình văn nghệ bốn phương trên đài phát thanh quân đội từ 9:30 đến 10:00 mỗi sáng thứ sáu hàng tuần. Sau sự kiện năm 1975, Hoài Nam sinh hoạt văn nghệ với một số nhạc sĩ còn lại ở trong nước. Cho đến năm 1995, sau khi nhạc sĩ Trúc Phương qua đời, thì nhạc sĩ Hoài Nam cũng mất liên lạc với các đồng nghiệp. Và có tin là ông cũng qua đời vào thời gian này. Sau đó không lâu thì người con của ông cũng ra đi. Từ đó, thông tin về thân thế của nhạc sĩ Hoài Nam cũng không còn ai biết nhiều. Nhắc đến 3 tháng quân trường, người ta thường nghĩ ngay đến Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, là quân trường có vai trò quan trọng trong quân lực miền Nam thời đó, vì nơi đây đào tạo và huấn luyện tới 80% các binh sĩ tình nguyện và tăng binh quân dịch cung cấp cho các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa. Thông thường các khóa sinh được huấn luyện trong thời gian 3 tháng, vì vậy trong bài hát 3 tháng quân trường có câu: "Rời Quang Trung đôi ta cùng nhau nguyện, dù đường đời mỗi đứa cách một nơi."
nhắc đến 6 tháng quân trường là nhắc đến trường hạ sĩ quan Đồng Đế ở Nha Trang, đào tạo ra trung sĩ. Thì khi nói đến 9 tháng quân trường, thường là nói đến quân trường Thủ Đức, với tên chính thức là trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, đào tạo ra sĩ quan cấp bậc chuẩn úy trong vòng 9 tháng. Trong số những binh sĩ được huấn luyện trong quân trường Thủ Đức, đa số là những người bên ngạch dân sự được biệt phái, có người là giáo sư, công chức hoặc bác sĩ ở tứ chiến được tập trung về. Tuổi thư sinh đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với tôi, gắn trên vai chiếc lon chuẩn úy, sáng mai đây giả biệt kinh kỳ. Giây phút này, hai đứa mình còn có đêm nay để thương nhớ tràn đầy. Rồi mai sau, dù một người ngược về miền biên cương, còn một người sẽ xuôi về quê xa ngàn dặm. Nhưng dù xa mấy cũng sẽ gần, vì biên thư đổi trao, kể nhau nghe những chuyện vui buồn, những chuyện đao binh, chuyện nhân tình thế thái và chuyện yêu đương cùng người con gái hậu phương. Sắp tàn mà sao tình mình thêm chứa chan, siết tay nhau mến chào lần cuối, viết cho nhau những dòng lưu niệm của những ngày trong quân trường mình sống yêu thương qua chín tháng phong sương. Tuổi thư sinh đã qua mất rồi, bà chỉ còn lại anh với tôi, gắng trên vai chiếc lon chuẩn úy, sáng mai đây ra biệt kinh kỳ. Giây phút này hai đứa còn có đêm nay để thương nhớ tràn. Là chiến sĩ xa nhà mang theo kỷ niệm làm quà mai sau, mình còn gì cho nhau nữa không bạn đời nhé. Đêm vui đã khuya rồi, ta tạm biệt nhau thôi. Dù hai ta có xa cũng gần, nên mỗi lần mình nhắc đến nhau nhớ biên thư đôi chào nhiều nhé. Kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở chiến trường,
chuyện ân tình mình đã yêu đương người em gái hậu tình mình đã yêu đương người em gái hầu phương.